Bình luận viên Quang Tùng, U23 Việt Nam sẽ làm được điều kỳ diệu. Bình luận viên Quang Tùng cho rằng, U23 Việt Nam vẫn có thể làm nên bất ngờ trước U23 Saudi Arabia tối nay, dù đối thủ trội hơn chúng ta nhiều mặt. Trước trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia diễn ra vào tối nay, bình luận viên Quang Tùng có những nhận xét về đẳng cấp của đội bóng Tây Á trên trang trí thứ trẻ. U23 Saudi Arabia đáng gờm hơn U23 Hàn Quốc nhiều. Các cầu thủ U23 Saudi Arabia có bề dày hơn về mặt kinh nghiệm. Tất nhiên chúng ta không đánh giá thấp U23 Hàn Quốc vì U23 Việt Nam cầm hòa được họ. Lý do bởi các đội bóng khi càng vào sâu trong giải thì họ mới bộc lộ được nhiều hơn. Nhưng để đem ra đặt lên bàn cân thì lại thấy rằng U23 Saudi Arabia có nhiều cầu thủ chơi cho đội tuyển quốc gia hơn thì rõ ràng họ là đội giàu kinh nghiệm hơn. Chính vì vậy, U23 Saudi Arabia sẽ mang thách thức lớn hơn tới U23 Việt Nam. Bình luận viên Quang Tùng nói, về những điều U23 Việt Nam cần thể hiện trong trận đấu diễn ra vào tối nay ngày 12 tháng 6, U23 Việt Nam đã thể hiện được bộ mặt tích cực với cách chơi được cải thiện, đặc biệt ở mặt trận tấn công. Nhưng trước một U23 Saudi Arabia mạnh hơn nhiều như vậy, U23 Việt Nam cần có sự cẩn trọng. Cẩn trọng ở đây là việc U23 Việt Nam phải thiết lập, củng cố được hàng phòng ngự. U23 Việt Nam cần chọn lối chơi mà thời gian phòng ngự phải nhiều hơn tấn công. U23 Việt Nam không thể bung sức đá 5 ăn 5 thua với đối thủ. U23 Việt Nam cũng không thể tranh chấp liên tục ở khu vực giữa sân trước một đối thủ như thế này. Thay vào đó, U23 Việt Nam cần chọn từng thời điểm để bung ra. Để đảm bảo làm được điều đó, trước hết U23 Việt Nam cần giữ được cự ly đội hình, kiểm soát các khu vực. Như trong thế trận phòng ngự, nhân sự phải đủ đông, có thể bọc lót cho nhau. U23 Saudi Arabia có nhiều cầu thủ giàu tốc độ, có kỹ thuật, khả năng đối đầu một versus một của họ rất hay. Do vậy để kiềm tỏa được họ, thì ngoài khả năng chọn vị trí của các hậu vệ ra còn cần thêm khả năng bọc lót. U23 Việt Nam còn cần ngăn đối thủ tấn công vào những vị trí được coi là điểm yếu như nách trung lộ. Chúng phải hết sức lưu tâm về vị trí ấy. Do vậy U23 Việt Nam cần sự tăng cường hỗ trợ của các tiền vệ, đặc biệt là tiền vệ phòng ngự phải bọc lót tốt. Ngoài ra bóng bổng của U23 Saudi Arabia cũng khá hay. Các trung vệ của U23 Việt Nam với tầm vóc tốt và thủ thành Quang Văn Chuẩn phải chơi với sự tập trung cao để đảm bảo được ổn định cho hàng phòng ngự. Bên cạnh việc phòng ngự, bình luận viên Quang Tùng đánh giá U23 Việt Nam cũng cần tìm cách để khiến đối thủ bất ngờ với những cú đấm chí mạng. Với nền tảng U23 Việt Nam từng xây dựng ở vòng bảng, huấn luyện viên Gong Okyung sẽ tổ chức cho cả đội đá tấn công vào từng thời điểm nhất định. Ví dụ bung sức tấn công ở 5-7 phút đầu hoặc giai đoạn cuối trận. Tuy nhiên U23 Việt Nam vẫn có thể bung ra vào thời điểm khác, vì nếu cả đội lặp đi lặp lại một cách chơi thì đối thủ sẽ đoán định được. Do vậy U23 Việt Nam có thể chọn thời điểm khác. Cách đá táo bạo, mạnh mẽ, quyết đoán cần được U23 Việt Nam thể hiện ở những giai đoạn đó. Khi tấn công, chúng ta cần có sự góp mặt của nhiều nhân sự, lên bóng với tốc độ nhanh. Nhưng phải nhắc lại rằng tấn công thì phải đông người dâng lên, chứ không chỉ một vài người. Trong những bàn thắng của U23 Việt Nam tại giải lần này, chúng ta luôn có số lượng cầu thủ tham gia tấn công tương đương hoặc nhiều hơn quân số đối thủ. Nếu quân số chúng ta ít hơn họ thì tỷ lệ thành công rất thấp. Bình luận viên Quang Tùng cho rằng, U23 Việt Nam vẫn có thể làm nên bất ngờ trước U23 Saudi Arabia tối nay, dù đối thủ trội hơn chúng ta nhiều mặt. Tôi tin điều kỳ diệu đó sẽ đến với U23 Việt Nam. Với một đội bóng được giải thoát hết áp lực như U23 Việt Nam khi xong mục tiêu vượt qua vòng bảng, thì mọi thứ vào lúc này rất nhẹ nhàng. U23 Việt Nam có thể chơi bóng đúng nghĩa. U23 Saudi Arabia có thể mạnh hơn. Tuy nhiên U23 Việt Nam cứ kiên định với cách chơi của mình, cố gắng duy trì sự dẻo dai, bền bỉ. Có thể khả năng thắng trận của U23 Việt Nam nhỏ hơn đối thủ nhưng đó không phải điều bất khả thi. Từ một đội bóng gần như vô danh, U23 Việt Nam bắt đầu khiến giới chuyên môn, các cổ động viên phải chú ý tới những thành viên của mình. Đó là Nhâm Mạnh Dũng với khả năng dứt điểm toàn diện, một Vũ Tiến Long với pha ghi bàn đẳng cấp vào lưới U23 Hàn Quốc, hay Quang Văn Chuẩn cực chuẩn ở vai đóng thế cho thủ môn Văn Toản trong khung thành. Từ Thường Châu đến Tuscan, từ huấn luyện viên Park Hang-seo đến Gong Okyung, bóng đá Việt Nam đang duy trì được sự liền mạch để làm nền tảng cho các bước bứt phá trong tương lai. Tờ MK của Hàn Quốc tin tưởng U23 Việt Nam có thể làm nên bất ngờ ở vòng tứ kết U23 châu Á tối nay. Tờ báo cũng bày tỏ hy vọng huấn luyện viên Gong sẽ tiếp nối kỳ tích của huấn luyện viên Park tại vòng chung kết U23 châu Á. Đây là lần đầu tiên sau 4 năm, U23 Việt Nam lọt vào tứ kết U23 châu Á. Thật trùng hợp khi giải đấu này lại là điểm khởi đầu của ma thuật Park Hang-seo. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, huấn luyện viên Park sau khi nhậm chức đã giúp U23 Việt Nam góp mặt tại chung kết nhờ vào bản lĩnh và sự quyết tâm cao độ. Thật tiếc khi U23 Việt Nam sau đó thua ở trận chung kết trong cơn mưa tuyết, nhưng huấn luyện viên Park đã đưa ra thông điệp nổi tiếng với các cầu thủ. Tại sao chúng ta lại phải cúi đầu? Chúng ta đã nỗ lực hết sức mình mà. Câu nói của huấn luyện viên Park thật là ấn tượng và kể từ đó, ông đã trở thành nhà cầm quân bậc thầy. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally